Nanocool là sản phẩm sơn công nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Orin Việt Nam, được hình thành và phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Hệ thống nhà máy được trang bị dây chuyền hiện đại cùng các nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Âu đã sản xuất ra các dòng sơn Nanocool đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015. Đặc biệt, việc áp dụng thành công công nghệ nano, các sản phẩm sơn Nanocool có khả năng chống thấm tuyệt vời, diệt khuẩn, khử độc và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng. Với sự đa dạng của hơn 1.000 màu sơn trang trí nội và ngoại thất, màu sắc tươi mới, hiện đại, phù hợp với mọi không gian sống của gia đình, sơn Nanocool sẽ góp phần làm sang trọng không gian ngôi nhà bạn. Sơn có độ che phủ cao, chống nấm mốc, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, với độ bền từ 8 đến 10 năm. Năm 2020, với mong muốn mở rộng thị trường kinh doanh và phủ sóng sản phẩm trên toàn quốc, chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà phân phối và quý khách hàng. Nanocool cam kết mang đến cho nhà phân phối chất lượng sản phẩm tốt nhất cùng các chương trình ưu đãi đặc sắc. Nhà phân phối được độc quyền khu vực, mức chiết khấu giá hấp dẫn, hỗ trợ nhân viên thị trường, hỗ trợ hệ thống biển bảng showroom, đào tạo kỹ năng bán hàng. Sơn Nanocool, đỉnh cao công nghệ. Thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Orin Việt Nam, địa chỉ khu công nghiệp Nhân Hiền, Tiền Giang, Thường Tín, Hà Nội. Hotline 0853 187 666, 0968 980 609.